nhận biết về đau thần kinh. Đau thần kinh là đau do tổn thương về cấu trúc hoặc chức năng ở bất cứ phần nào của hệ thần kinh. Đau thần kinh vì thế không thể giảm bằng các thuốc giảm đau thông thường. Các loại bệnh lý có tỷ lệ đau thần kinh cao: đau thần kinh do đái tháo đường, khoảng 20-24% bệnh nhân đái tháo đường bị đau thần kinh. Tỷ lệ này còn tăng lên khoảng 40%, tương ứng với thời gian mắc bệnh đái tháo đường của bệnh nhân. Đau bàn chân, chân, bàn tay, ở những vị trí mang bớ, mang gân, biểu hiện trước ở các chi. Bệnh nhân tê hoặc giảm khả năng cảm thấy đau hoặc thay đổi nhiệt độ ở bàn chân và ngón chân. Cảm giác rất mỏng, nhức nhối như kim châm ở bàn chân và ngón chân. Đau thần kinh sau zona. Gặp trên khoảng 25-50% bệnh nhân bị zona. Là chứng đau hay gặp và là biến chứng đáng sợ nhất của bệnh zona. Đau sau khi lành mụn nước từ 1-3 tháng, có khi đau dữ dội, làm cho người bệnh mệt mỏi, ăn kém, rối loạn giấc ngủ kéo dài. Đau lưng có nguồn gốc thần kinh. Khoảng 7% bệnh nhân bị đau thắt lưng do nguyên nhân thần kinh. Cảm giác đau dọc theo rễ thần kinh từ thắt lưng lan xuống mông, ra mặt sau đùi và cẳng chân. Hội chứng ống cổ tay. Khoảng 14-17% dân số bị hội chứng ống cổ tay. Tê là dấu hiệu chủ yếu đầu tiên, sau đó có thể đau ở cổ tay, tê ở gan bàn tay. Cảm giác kim châm ở các đầu ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa và một vài cơ ở bàn tay, thường xảy ra ở bàn tay phải. Khi nào bạn cảm thấy có triệu chứng đau như sau? Đau như châm chích. Đau như rát bỏng. Đau như tê lạnh. Đau như điện giật. Cảm giác bất thường ở da như kiến bò. Rất có thể bạn đã bị đau thần kinh. Nhận biết các cơn đau để chữa bệnh kịp thời. Tham khảo tại website www.nozopainasia.com hoặc tờ rơi hiểu biết về tình trạng đau của bạn và liên hệ bác sĩ để được khám và tư vấn. Hiểu biết về đau sẽ giúp bạn chấm dứt cơn đau. Pfizer hân hạnh tài trợ chương trình này.